Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai và thực hiện, đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đã cho thấy được những hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là công an các cấp, nhưng trong quá trình thực hiện, đề án đã gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, phục vụ làm việc, sinh hoạt của lực lượng công an cấp xã. Tìm hiểu của phóng viên chương trình tại huyện Tân Yên. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Tân Yên đã điều động tổng số 110 công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã ở 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo bình quân có 5 công an xã chính quy trên một xã, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Khi lực lượng công an chính quy về xã, nó có cái sự thay đổi và an ninh trật tự ở địa phương, thì cái lực lượng này đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về công tác an ninh, nó mang tính chất chuyên nghiệp, nó đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay. Mặc dù không thể phủ nhận những hiệu quả mà đề án mang lại, song khi triển khai đồng bộ, vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho làm việc, sinh hoạt của lực lượng này. Những cánh cửa đã xuống cấp hay những căn bếp được tận dụng tại hội trường cũ này chỉ là hai trong số những khó khăn đó. Bên cạnh những khó khăn vật chất đấy thì được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Tân Yên, thì công an xã thì khắc phục những cái khó khăn, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà lãnh đạo của công an cấp trên giao. Trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy công an các cấp sẽ quan tâm đến lực lượng công an về các trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương giao. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an các cấp trong việc đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho công an xã. Vừa qua, Bộ Công an đã đề nghị quy hoạch bố trí đất để xây dựng trụ sở công an xã với diện tích từ 1.000m² đến 2.000m². Và đến nay, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành quy hoạch. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi nhận thấy rằng còn vẫn nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là có nhiều cán bộ, chiến sĩ được tăng cường ở các cái đơn vị xa. Thế do vậy mà khi công tác ở đây thì xa nhà, cái điều kiện hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Thế do vậy mà từng bước đang dần dần khắc phục nội dung này. Và đến thời điểm hiện tại thì cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm với tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng lực lượng công an xã vẫn xác định hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, từ những khó khăn hiện tại thì vẫn rất cần hoàn thiện cơ sở vật chất, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.